Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với tập tiếp theo của Dying Light. Ok, mình có vẻ khoái khoái game này các bạn. Mình đặc biệt là thích cái hệ thống di chuyển của nó, các bạn nhìn nào. Các bạn nói thử xem có bao nhiêu game các bạn thể leo cột điện được. Không nhiều đâu. Nhảy con kia không ta? Lớn nhiều. Ok, nó nói mình lên cái nhà này đúng không? Nó đây rồi. Ok, lên đây làm gì? Hay lên mái nhà này chỉ để gọi điện thôi ha? Má tội nghiệp, sóng yếu quá sao phải lên mái nhà vậy? Rồi, cái máy đi. Giờ ông ta tiếp tục phải thiết lập mấy cái máy. Tụi bay cứ bạc tay nha, tao làm việc của tao, đừng có. Wow. What? Từ từ, bình tĩnh. Má bọn này. Holy shit, nó đông. Rồi để mình shit. Hắt để hồi máu à? Wow, bọn này đông thật á. Rồi chúng ta phải dọn cho tụi nó bài học. Lại đây nè. Đúng rồi. Wow, thằng ngu mày là bưởi. Rồi nó đông quá, mình nghĩ là mình sẽ dụ tụi nó chạy ra đây. Nó thật đông thế. Dù tụi nó chạy đây để mình chạy ra mình thiết lập cái bẫy. Wow, tụi bay biết là có điện không? Lên đây vui lắm nè. Wow. Hai bọn chó này. Nó đứng một đống ngay đó luôn mới ghê chứ. Tụi bay có thể để cho tao thiết lập cái bẫy được không? Hả? Đúng rồi, tụi nó đuổi theo mình rồi. Good. Giờ mình chỉ chạy ra đấy. Done with the car, Spike. Woo, xong rồi. Chuột. Man, khó mình tưởng đấy. Mà mấy cái nhiệm vụ đầu tiên thôi mà. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? Vậy là mấy cái bẫy khốn nạn này mình không dùng được mới ghê chứ. Wow, ở trên mấy nhà này nhiều đồ ghê luôn nhá. Toàn cái gì không à? Pin kìa, không biết làm gì. Mấy cái đó chắc chắn là dùng để ráp đồ sau này. Rồi làm đi đâu nữa? Tiếp tục đi thiết lập bẫy nè. Man, mày nhà này phải nhà của mày không? Không phải thì biến rồi. Có gâu rồi các bạn ơi. Này mấy này, tao biết là tao đẹp trai rồi, đừng có bu theo tao như vậy nữa. Oh shit, what? No. Cái bọn này nó hồ báo á. Kêu bà đi. Giờ chúng ta lên thiết lập cái bẫy trên này. Sao lên nhỉ? What the fuck? Thế này là cái gì đây? Đi hướng này đúng không? Có cái nào để trèo lên chứ đúng không? Đây. Bam. Lên đây. Bọn zombie trong đây nó trèo leo được mới ghê chứ. Qua đây. Yes. Và qua đây. Ok. Man, phức tạp thế. Mày ở đây nãy giờ mà không nói mày. Tao ghét thằng nào đánh lén lắm nha. Nha. Má cái chày của mình gần họng này mới đau chứ. Chó này. Oh no, bây giờ đến cái trò cái trò mở khóa đấy, mình không biết, mình chưa bao giờ. Oh shit. Má lần thử đầu tiên. Má này, cái mở khóa này giống trong Skyrim thật. Nhưng mà chúng ta có đồ xịn. Cái ống nước này nó sắp bể rồi. Đồ trong đây có vẻ không được lâu cho lắm. Holy shit, sao mà lắm bẫy bay. Mày bắt tao đi đến bao giờ hả? Mình nghĩ là giai đoạn đầu các bạn, chúng ta chưa có vũ khí ngon, chúng ta nên hạn chế đánh nhau. Sau này có ấy rồi mới tính gì tính. Nè thằng này, ăn cái chai đi. Ăn cái bình ga. Cái này để mở khóa đúng không? Đồ ăn. Và okay, đồ ăn trong đây cũng nhiều đấy. Ok. Qua đây. Lên. Mẹ thằng này nhảy cũng được đấy. Rồi bây giờ. Trên này đúng không? Yes. 3 cái nữa. Oh man. Còn 2 cái nữa thôi. Ok, chúng ta cố gắng. Mình thấy có đồ lại lực. Thực ra đồ trong đây cũng khá là nhiều đấy. Chúng ta chịu khó đi loanh quanh lượm lặt được đấy. Còn nữa không? Hết tiền này. Yeah, ở đây rồi. What the fuck, sao cao thế? Sao lên trên đó trời? Còn đĩa nè. Đơn giản. Tèo leo cột điện. Mình thấy cột điện này leo khó chết bà nội rồi, chứ đừng đùa. Đơn giản quá. Và mấy cái bẫy này là sao ta? Quanh đây có đồ gì được không? Còn mấy cái nhà có đồ lắm á. Thằng này nó teleport được ta. Ok, đây nữa. Rác. Nói chưa bao giờ mình thấy phấn khởi khi gặp thùng rác như thế này. Nó lại là mở khóa nữa. Oh shit, no. No. Fuck. Oh. Holy shit. Thấy hồi hộp sao á. Cái mở khóa trong game này khó hơn Assassin's Creed nhiều. Nhảm nhảm. Má công nhận trong đây nhiều đồ thật, nãy giờ mình đi lực quá trời đồ luôn. Ok. Xong rồi. Dọn dẹp khu này rồi, bây giờ chúng ta làm gì nữa? Lại thiết lập bẫy đúng không? Oh man, lắm đi. Nhưng mà cái này thì dễ. What? Mà không lên được đâu hả? Lên nào. Quá bờ rồi. Cái này dễ ổn đây. Đây là cái cuối cùng chăng? Cái này là nó nói là bẫy ánh sáng, tức là sao ta? Tức là cụ thể nó làm cái đấy. Mình đéo làm gì được hết. Đi trên không nữa các bạn. Sao mà lên được đây hả mày? Hả mày? Wow. Má mình khoái mấy đoạn quay chậm ghê. Thuốc lá, má nó có thuốc lá trong người. Rồi, trời bắt đầu tối rồi các bạn. Mình không thích tối trong game này tí nào. Tối bọn zombie nó trâu chó lắm. Kệ mà nó lại rất tối nữa chứ. Đây là một cái nhà an toàn khác. Trong game này nó cũng giống như cái không phải cái này mà nhà an toàn. Cái này mình thấy có vẻ không an toàn thế này. Ngược lại là làm khác. Rồi vô đây này. Ủa. Đừng trèo lên trên. Lên trên. Mình thấy cái màu xanh là mình khoái rồi. Màu xanh này chúng ta phải chịu khó. Nó nằm đâu ra? Đây rồi. Nó đây rồi. No. Mỗi lần nó rung vậy là phải ngừng ngay, nó không là bị gãy khóa. Mệt lắm. Một cái kim. Cái đó là gọi là cờ lê. Đúng rồi, cờ lê đa năng về kim. Ok. Còn gì nữa? Trong đây có đồ ngon nữa kìa. Thì ra cửa nằm đây. Mẹ. Mình nghe tiếng. Từ từ để mình xử. Thằng này có nào? Mình không biết mình có nên. Các biết sao? Chúng ta nên tận dụng đồ khi mà xài đến một á, còn một á, thay vì đợi cho nó hỏng luôn, chúng ta phải gọi là sao ta? Tách nó ra, tận dụng nó. Ok, giờ chúng ta xài cái khác. Để đỡ cái ăn cờ lê đi mày. Món đặc biệt cho mày đó. Mày sao thỉnh thoảng đánh mấy con này lâu nhỉ? Nó không có một hit. Rồi. Ủa sao vô đây không được? Cửa đó mà không vào được. Đùa à? Đi đây. Shit. Không nói trước. Shit. Đánh được nó không? Mình không nghĩ là chúng ta nên đánh nó đâu. Chơi luôn các bạn. Nè đánh nó đi. Nè đi. Sao mà cứ chạy vậy? Đó, mình không biết là nó có hai chiêu, tưởng chỉ có mỗi chiêu chặt thôi chứ. Fuck you. Ồ, mẹ không ăn thua. Oh. Oh man. Rồi, mình chặt thằng này chúng ta đấy. Chặt này chúng ta đấy. Work. Đây cơ mà, đây mà. Chặt nó. Thằng ngu này. Oh man. Thôi kìa bé đi, chúng ta chuột vào trong này đi. Mình không nghĩ là đánh nó được đâu. Kìa. Alright, mình phải làm như trên đây, hình như là phải sửa cái gì trong này là đây. Đó đây rồi. Bam. Right. Mày hả bưởi? Alright, I've got the substation reset. Rồi sao nữa? If the grid shorted once, you know it can happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Oh shit, nhưng bọn này nó không vào đây được đúng không? Hello. Bây giờ mình đi ra ngoài cái nào, hình như chúng ta đi cửa này được đúng không? Đi vào thế. Oh yes, cửa khóa trong mà. Cấm con nào nhảy vào vô ta nha mày. Đó, này ngoài cái đoạn mở cửa lắm. Shit, trời tối rồi các bạn ơi. Ta về nhà nhanh ngay. Yes. Nó bảo là phải tìm chỗ trú ẩn trước khi trời tối. Má chuồn. Bam. Rồi bây giờ sao nữa? Như này nha. Luôn ở trên mái nhà là bạn mà đất là thù. Fuck, chạy xuống đất này. Tao chơi tụi bay nha, tao đang bận đó. God the fuck, bọn này đông quá. Ok. Về đây hả? Ồ, cái gì vậy? Sao có lâu lâu nó dịch ta? Nó mình đéo nhìn thấy rõ cái quái gì vậy? Hình như một loại zombie mới sao á? Oh, fuck! Wow! Freaking weird zombies covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know. You. Jesus. Mấy bọn zombie biết leo trèo quá, sao chơi nó? Ta ngủ. Oh yeah. Nghe này giống như Minecraft, đừng ngủ cho đến buổi sáng. Được đấy. Tốt nhất không nên. Spike, what's going on? Không nên ra đường buổi tối. Okay, give me a sec. Chào buổi sáng các cái không chơi cái này đâu. Rồi, các muốn chơi cái gì, muốn chơi lại đây. Ở đây, chơi này vui lắm. Đúng rồi. Này, không có đi. Đằng sau nữa tao bảo mày sao hả? Mà hả? Không có được đánh lén. Mày hả bưởi. Oh fuck. Tao vừa quánh thằng kia xong cái tao đánh lén. Mày dính mặt bố mày. Cho anh cái tiền nào. Nhiều này á, mình nghĩ bẫy là cách để hiệu quả nhất để chơi này á. Cái mấy cái vũ khí này nó cùi quá, không biết có vũ khí nào one shot tụi nó cả. Ô sao mày ra được đó hay vậy? Đây này. Man, cái game này nó có rất nhiều chỗ để chúng ta lượm đồ nha. Nếu mà chịu khó bỏ thời gian ra lượm á thì sẽ không bao giờ mà sợ thiếu đồ nghề. Rồi cái căn cứ ở đâu quên mẹ rồi ta. Buổi sáng nhìn có vẻ không được rõ cho lắm, toàn sương mù không à. Quanh đây có gì không? Mình có cảm giác. Mình có một cảm giác. Đầy mẹ rồi. Hết mấy cái này cứ phải hủy tụi nó liên tục à. Có cái nào nâng cấp cái số lượng đồ chứa được không ta? Liên tục. Okay. Spikey. Whoop baby. Ho. Bam. Wow. Mày làm gì dữ vậy? Nè, bấm rồi. Nè, Spike. Nó làm nhiệm vụ cái này lâu quá. Hình như bây giờ chúng ta đã được xài mấy cái bẫy rồi có sao á. Sao cái game này nó lâu nó dịch nhỉ? Các bạn thông cảm nha, cái game này nó có vẻ không được ghi hình, nó có vẻ không được mệt cho lắm. Lúc mình chơi thì khá là mệt nhưng mà ghi hình rất là lâu, rất là giờ chừng. Bây giờ chúng ta phải quay lại cái tháp và hình như mình vừa được mấy cái nhiệm vụ mấy cái chiêu mới. À, xem nào. Vừa nói xong. Man, cái tài chiêu này giúp chúng ta chứa được thêm nhiều đồ. Man, đang nói. Còn cái này. Cái này đỡ nó hả? Ok. Cũng không có lựa chọn nào khác. Còn cái này là gì đây? Cái này có cơ hội stun nó. Ok. Chúng ta nâng cấp hết. Yes. Bây giờ chúng ta phải quay lại cái khu căn cứ của mình. Alright. Được gặp lại em Jade rồi. Lâu lắm rồi gặp em. Và nếu như không làm thì nó có đồ mới. Cứ mỗi ngày là nó cho mình đồ mới ở đây. Đúng rồi. Cho em xin. Good. Được đấy. Bây giờ chúng ta lên. Alright, giờ gặp lại với mấy thằng boss đây. Có đồ gì tụi bay? Cái gì đây? Chúng ta có thể mua bán ở đây. Bán hết mẹ mấy cái thứ không cần đi. Alright. Và bán mấy cái vũ khí khốn nạn được luôn. Bam, right. Wow, holy shit. Mấy đồ này mắc thế. Màu tím với màu cam màu nào ngon hơn ta? Để xem nào. Yeah, màu cam rõ ràng ngon hơn. 1000. Vũ khí trong đây có thể sửa chữa được. Man, mình không biết cái vụ đó ta. Mà sửa chữa bằng cái gì? Rồi, tính sau đi. Wow. Bây giờ biết ở đây có cái gì ở đây? Có cái chỗ bán đồ. Rồi, gặp boss. Chào em. Listen. Brecken and a team of runners went after an airdrop last night, and you've got to back me up, okay? Không thành vấn đề. Em nói gì em cũng ủng hộ hết. Chuyện nhỏ như anh Thọ. Okay. Nó làm nào đây? Act confident. Nó làm boss trong đây các bạn, nhưng mà không biết nó phải là bạn trai của con nào. Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Maybe. Thứ này bị gì mà băng bó khắp đầu anh nhỉ? Chắc bị nào đập. Thế là chúng ta chiếm được lòng tin của bọn này. Không có vẻ gì thằng đó là bạn trai con này. Này không được bỏ rơi anh thế nha. Nó game nào cũng vậy mà. Mình toàn đi làm coolie không ạ? Mấy cái chỗ dấu chấm than cho bản đồ là sao? Wow. Nhiệm vụ hả? Quá gì vậy? Hey, do you have spare keys for 202? What's the problem? Nhiệm vụ phụ thế đó. Xem nào, mình không muốn nghe cái đó. What? Từ lại lần nữa coi. Mới vừa rồi mình bỏ qua. Này mày có nhiệm vụ phụ ta hả? Hình như nó không phải nhiệm vụ. God damn it, nó chỉ là kiểu nói chuyện thôi. Rồi mình sẽ nếu mình rảnh mình sẽ ngồi nói chuyện đó. Mất thời gian lắm. Bây giờ là làm gì nhỉ? Rồi vì em Jay chúng ta phải đi làm coolie một thời gian. Sau đó chúng ta sẽ lên làm boss. Rồi là vấn đề thời gian. Oh my god, đừng nói trời sắp tối nha. Mày đùa à? Man, tại sao nó lại bắt mình đi trời sắp tối này? Mày có đồ gì mới cho tao? Có. Chú bán gì đây? Vũ khí này có vẻ khá là ngon mà nó rẻ nữa. Mua không ạ? Thôi từ từ đi. Mất Mình mua cái đó là mất 1/3 số tiền mình đang có. Thôi cứ từ từ. À, đây có một cái giường. Không thể ngủ bây giờ, khốn nạn, nó đéo cho ngủ. Thường nếu chúng ta ngủ thì chúng ta sẽ bỏ qua đến buổi sáng, nhưng mà không đâu, nó thích như vậy đó. Nó để nó bắt mình đi lúc trời vừa mưa mà vừa sắp tối này, đồ khốn nạn. Mày được lắm. Rồi, trong quá trình đi các bạn mình sẽ khoan từ từ. Mình sẽ tranh thủ lượm lặt. Bắt chè mình không có gì vậy. Và tất nhiên mình không bắt các bạn coi đi coi lại mấy cái lượng vớ vẩn đâu. Lên nào. Và chúng ta sẽ cố gắng ở trên mái nhà càng lâu càng lại gọi điện. Man, cứ lâu lâu xen kẽ là thằng này nó phải lên mái nhà nó gọi điện một lúc. Fuck, mình nhảy không trúng cái đống rác nhưng mà mất có 4 giọt máu à, không sao. Thằng này là cái thằng, nói chung mình nói thêm một chút về câu chuyện đấy, nếu như các bạn là muốn nghe. Thằng này nó là cái kiểu giống như là một cái điệp viên, là một thằng kiểu điệp viên á, cài vô đây để điều tra mấy cái vớ vẩn gì. Cứ lâu làm nhiệm vụ là nó phải gọi điện thoại về cho bọn chỉ huy để báo cáo tình hình bla 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 bla. Máu lớn. Ô mày, ô cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên giờ nó có cái màu nó có cái màu xám này. Cà phê này chỉ để bán không bạn, chứ không làm gì hết. Ồ, này pin. Trong đây nhiều đồ thật đấy. Đấy. Các bạn bảo mình nhảy qua không? Không qua này. À, tại sao phải thế nhỉ? Nó cứ nhẹ nhàng. Rồi nó ở trên đầu đúng không? Rồi xem quanh đây có. Ở đây chắc chắn là có đồ. Ồ, thằng này nhìn có vẻ nó không phải là zombie. Hey, what are you looking for? Ok. Mày là bạn hay là thù? Wow, bet you're a lot of fun at parties. Lần này nó nói cái gì? Nó chơi vô một chạm mình đã hiểu cái mẹ vậy. Tao là mày không có gì cho tao hả? Má làm tao tốn thời gian. God damn it. Rồi tiếp thôi, kìa mẹ nó. Thằng nó như thằng nó bị hâm hâm sao? nó nói nhảm một hồi mình đã hiểu mẹ gì hết. Tại sao phải đi dưới đất khi chúng ta phải đi trên nhà? Có cảm giác trên đây có. Mấy mình nói thiệt chứ. Trong đây rất khó lòng để các bạn. Là được vũ khí rồi. Wait, what? À đúng rồi, chọn cái để ráp đúng không? Tất nhiên chọn đồ đẻo rồi. Ok. Oh fuck. Mình hiểu nhầm rồi các bạn ơi. God damn it. Cái này kiểu giống như nâng cấp á. Nâng cấp cái vũ khí. Oh man, làm nãy mình chọn cái cùi bắp. Thôi rồi, kìa mẹ nó đi. Các bạn rồi vậy chúng ta sẽ thử. Rồi vậy. Giờ nó có dịch điện. Man, cái này vui á. Chúng ta phải chạy ra thử. Con nào thử vũ khí, muốn thử vũ khí mới rồi đâu. Nhảy qua đó được không ta? Bọn này đéo dịch gì hết. Nhưng mà hình như chúng ta đánh mạnh hơn thôi chứ không có gì hết. Thử lại xem nào. What? Cái này nước mà đúng không? God damn it. Nó không như mình nghĩ. Ow, cái gì vậy? Không có chơi hôn. Tụi nó giật thiệt các bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng mới giật sơ. Fuck you. Wow. Nó không có chết ngay. God damn it. Thế là không ngon như mình nghĩ. Rồi. Mình gây quá nhiều chú ý ở dưới này. Vào vị chính. Fuck you. Tội nghiệp, em lên cơn điên. Lên cơn động kinh. Mày, nhưng mà vẫn chưa chết đâu. Khi nào phải có chữ F thì mới chết. Holy shit, cái này màu tím luôn. Cái rương màu tím. Shit. Cái này chắc khó lắm đây. Oh, ok. Chắc chắn phải có vũ khí màu tím nào cho nó. Mẹ. Cái gì vậy? À, cái này để bán đúng không? Giá trị 250 đồng. Được đấy. Cái này đánh 37, cho vào đây. Cái này cho vào đây. Good. Để may cho mang bình ga này. Rồi chúng ta lên lượm cái đồ kia coi. Xem nào. Oh, dễ. À, men. Mình chờ lên trường đây có vẻ dở quá. Hàng đâu? Đây là cái thằng giao hàng đúng không? Nhưng mà vẫn không thấy hàng đâu. À đúng rồi, ở trên. Chỉ ở trên. Đây. Ngay đây mà đéo thấy, đúng rồi, mới mắc mù. Okay. Có gì đéo cái đéo gì đây. Cái này. Cái gì đây? À, cái máy này, máy drop hàng đúng không? Rồi ta để ý. Mẹ, đeo thấy hai cái hướng đó. Ok. Thế thì còn chờ gì nữa? Chúng ta bay qua đây. Wow. What? Ok, thôi được rồi. Vô tình rơi vào đống vàng. Cho em xin. Oh man, mình phải nói lượm lặt trong game này nó nghiền sao vậy. Nó dễ đánh lạc hướng bạn cực kỳ nha. Nhiệm vụ đúng không? Đi đến chỗ đó đúng không? Tự nhiên trên đường tự nhiên vô vào cái nhà một đống đồ, thế là dừng lại lượm chút. Xong lại đi một tí, xong rồi lại vô một cái nhà một đống đồ lại dừng lại. Thế là giờ chúng ta quyết tâm, chúng ta đi thẳng với nó, không lượm gì nữa. Và tại sao phải thế nhỉ? À, mình sẽ lượm, mà mỗi lần mình lượm mình sẽ cắt cái đoạn nó đi. Ok, đồng ý. Good. Tại vì game này chúng ta phải chịu khó lượm, sau này nhân vật mình nó mới mạnh được các bạn. Chứ cứ làm nhiệm vụ không sau này khó lắm. Wait a minute. Ở kia có một cái dấu. Oh, nếu chúng ta giúp tụi nó thì chúng ta sẽ được thưởng đồ hay là gì đó, để mình chạy qua giúp thử coi. Và chúng ta game này làm nhiệm vụ không được yên đâu, dễ bị nhiều thứ đánh mặt nữa lắm. Đó, chúng ta sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi, ở đây tụi bay này hả? Fuck you. Cái búa này mạnh ghê luôn nha. Fuck you. Mày đi. Bọn này có vẻ trâu đấy nhỉ? Trâu đó nha. Chết mày đi. Chết mày đi. Trâu hả mày? Rồi. Mày cho đó gì? Thưởng 150 đồng. À 110 đồng. Yeah. Rồi, tiếp tục lượm. Rồi cái hàng nó nằm đó rồi, thấy rồi. Chúng ta chỉ việc chạy thẳng nó thôi. Má chạy mãi mới tới đây tại vì trên đường toàn bị. What? Nó đây đúng không? Oh shit. Jade Rice's men got here first. God damn it. Bọn kia bọn địch phải. Nó thấy mình à? Đây nấp vào đi. Nhưng nó thấy mình sao? Thôi kìa mẹ đó đi. Mình nghĩ là chúng ta lo việc của mình. Chúng ta chạy lên. Chúng ta quá. Men, cái đó còn sao không trời? Có những cảm giác nó xa thế. Thôi rồi chúng ta cố gắng tránh ra. Cố gắng đến đó trước khi trời tối. Ủa gì? Thôi rồi. Thấy toàn nước không vậy? Ok, thấy rồi. Man bro. Ok. Rồi cái chỗ này khó nhìn thế. Nó nằm đâu quanh đây nè. Chúng ta phải. Oh, nó đây nè. Ví dụ nó ngay đây mà. Đồ bộ. À đây này. Mày hả bờ, trốn hả mày? Về xử con này nữa. Ăn thịt đồng loại này mày. Mày cái tội. Mày còn mày nữa, thấy nó ăn mà không có làm gì hả mày? What? Mày đâu ra vậy? Fuck you. Bọn này trâu nhỉ? Hình như bọn zombie da đen này có vẻ trâu hơn sao? Má mà tụi nó lượm ít tiền hơn đấy chứ. Khốn nạn. Ở đây đúng không? Nó đây rồi. Một nồi cái gì đó, thuốc hay là cái đéo gì đó. Oh yeah. Wait, what? Tại sao? Tại sao nó lại bắt mình hủy mấy cái này? Thuốc. Nó bỏ đó có âm mưu gì đó là mời anh đây. Tại sao mày lại nói dối con bé đó? God damn it. Shit, trời tối rồi các bạn ơi. Ra chuẩn bị. Cái con đấy, cái con. Mấy cái bọn này, không phải cái con xanh xanh. Oh, fuck. Cháy. Oh shit. Mình nghe cái tiếng đó. Fuck. Oh. No. Oh no. Oh no. What the? Làm sao để lên máy nha? Fuck. Rồi, lên máy nha. Oh fuck. What the fuck? Các bạn ơi, khắp nơi. Tụi bay. Fuck you. Oh mày ơi. No. God damn it. Oh shit. Hình như tụi nó có vẻ ấy rồi. Chúng tôi phải lên trên này. Làm sao lên trên này? Phải đến nhà rồi. Ngôi nhà thân yêu. Đừng nói mẹ. Ủa? Cái gì đây? Wow. Mình càng ở ngoài càng lâu á thì mình sẽ càng tăng điểm gì đó. Rồi thôi, đéo hơi đâu. Là chuồn. Mẹ bọn nó sợ. Nhưng mà nó ghê bọn mẹ được. Rồi chúng ta có đồ gì cho anh không chú? Chẳng có gì hết, mình kêu vậy. Thôi rồi, mình nghĩ là mình tạm dừng phần này đây rồi. Nếu như bạn thích video này các bạn nhớ like mình, đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.